Đây là cảnh của trang trại khi đứng trên đỉnh đồi cao nhìn xuống. Đây là hồ đập thủy lợi Lập Bẹ. Phía trước mặt chính diện khoảng đất trống có mấy ngôi nhà, tưởng chính là cái mảnh đất trang trại trồng bơ sau này của mình. Đây đoạn này về 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 phía hồ. Cái đoạn là mặt nước nhỏ chạy vào trong núi phía sau ngôi nhà chính là con suối từ trong 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 núi chảy ra, suối chảy ra đây để tạo thành hồ nước. Và nhìn xa kỹ là có một cái con thuyền nhỏ đang bơi trên hồ. Đây là toàn bộ cảnh vật của lòng hồ. Nhìn cảnh này thì mình thấy là đẹp kinh khủng. Thung lũng này nếu mà vào tay bọn Tây, bọn Thụy Sĩ thì chắc chắn nó sẽ trở thành một khu resort 5 năm sao. Chắc chắn là chúng nó sẽ xây những cái biệt thự ở trên đỉnh núi này. Để nhìn xuống cảnh hồ như này. Hôm nay thực ra cái nắng nó cũng trời hơi âm u nên là mình đội chỉnh nó có vẻ không ấy lắm, nhưng đại loại nó là như vậy.